Mở đầu chương trình, chúng ta hãy cùng cập nhật một số từ khóa kinh tế đáng chú ý do VTV Money tổng hợp. Tinh thần là thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đó là nội dung nằm trong thông báo vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành về kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi gặp mặt với đại diện doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Vâng, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương luôn phải thực hiện, nói ít nhưng làm nhiều, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, đã làm, đã thực hiện thì phải ra sản phẩm cụ thể, đạt được kết quả lượng hóa được. Và các bộ ngành địa phương cần tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm có kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, toàn diện, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Thưa quý vị, Bộ Công Thương mới đây đã ban hành quyết định công nhận 190 doanh nghiệp với tổng số 359 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2024. So với năm 2022, năm nay cả nước đã có thêm 18 doanh nghiệp có sản phẩm lọt vào danh sách này. Sự góp mặt của các thương hiệu lớn trong nước không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu Việt, mà còn cho thấy nhận thức ngày càng cao của doanh nghiệp về tầm quan trọng của thương hiệu trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực. Điều này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực khẳng định và nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia trên thị trường. Thưa quý vị, vào chiều nay thì tọa đàm đường sắt tốc độ cao, thời cơ và thách thức vừa được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý, chuyên gia nhằm phân tích, luận bàn và làm rõ các vấn đề dư luận xã hội quan tâm liên quan đến dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam như là nguồn vốn, tốc độ, hiệu quả đối với nền kinh tế xã hội. Nói về việc chọn thời điểm đưa ra đề xuất xây tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết Bộ đã dành 18 năm để nghiên cứu. Thời điểm này là thích hợp với dự báo về nhu cầu vận tải. Hiện nay thì quy mô nền kinh tế của Việt Nam đã đạt 430 tỷ đô la Mỹ, nợ công chưa phải quá cao. Do đó các điều kiện về nguồn lực cơ bản không phải là thách thức lớn. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thì cho rằng đây là sự cần thiết để có các bước đột phá về hạ tầng, tạo tác động tích cực và lan tỏa đến tăng trưởng kinh tế cũng như là đảm bảo an sinh xã hội. Kể từ thời điểm thống nhất về việc xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ tác động tích cực lên ít nhất là 7 lĩnh vực, gồm xây dựng, các ngành phụ trợ như là vật liệu, sắt thép, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ tài chính gồm có ngân hàng, tín dụng huy động vốn, phát triển đô thị, du lịch, việc làm, vận tải và logistics. Còn theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu, phương án tốc độ tối đa 350 km/h, vận tải hành khách là tối ưu và đúng hướng, bởi đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của tương lai về vận tải, khoa học công nghệ, hạn chế tối đa việc hoàn thành xong phải nâng cấp, điều chỉnh sẽ tốn kém hơn nhiều. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 10 của cả nước ước đạt 52,29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng này đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong những tháng cuối năm. Bởi đây là giai đoạn nước rút để tăng tốc giải ngân, phấn đấu mục tiêu đạt trên 95% kế hoạch của Thủ tướng giao. Vâng, và bên cạnh các bộ ngành địa phương giải ngân thấp thì cũng có những đơn vị đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, giải ngân đạt trên mức trung bình của cả nước. Mấu chốt nằm ở việc là cùng một cơ chế chính sách như nhau, bộ ngành địa phương nào vận dụng một cách linh hoạt và quyết tâm thì kết quả sẽ có những chuyển biến tích cực. Tuyến đường ven biển dài hơn 60 km kết nối từ huyện Quỳnh Lưu đến thị xã Cửa Lò của tỉnh Nghệ An, có tổng mức đầu tư 4.600 tỷ đồng từ vốn đầu tư công của cả trung ương và địa phương. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm 2026, nhưng hiện đã gần về đích. Dự án đường ven biển đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An thì đến nay chỉ còn khoảng 5% khối lượng đang được hoàn thiện và dự kiến tiến độ có thể vượt khoảng 1 năm so với kế hoạch đề ra. Khâu giải phóng mặt bằng nhanh và đồng bộ là một trong những nguyên nhân chính khiến cho dự án này có thể đẩy nhanh được tiến độ thi công. Tuyến đường trục kết nối thành phố Vinh với thị xã Cửa Lò cũng là một trong ba dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An, hoàn thành vượt tiến độ gần một năm. Nhờ xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết từ khâu giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân. Hàng tuần, hàng tháng, lãnh đạo sở đi kiểm tra hiện trường và tổ chức họp với các đơn vị thi công để nhằm đưa ra các giải pháp. Tỉnh Nghệ An đã giải ngân trên 62% vốn đầu tư công trong 9 tháng năm nay, đứng trong nhóm cao của cả nước. Bốn tổ công tác cấp tỉnh được thành lập để điều hành và tháo gỡ các vướng mắc lớn về đầu tư công. Hai tổ công tác cấp phòng của các sở ngành chuyên hướng dẫn giải quyết thủ tục hồ sơ cho các chủ đầu tư, đặc biệt là ở vùng miền núi, nơi trình độ năng lực cán bộ làm dự án còn hạn chế.
Ngoài ra, tỉnh cũng liên tục rà soát và điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt hơn. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thường xuyên họp các cái phiên họp chuyên đề để ban hành các cái nghị quyết điều chuyển vốn theo thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và Ủy ban tỉnh cũng đã điều chuyển vốn ngay từ tháng 6 và liên tục cho đến cuối năm. Hết 10 tháng, có 15 trên 44 bộ ngành và 41 trên 63 địa phương ước đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên mức trung bình của cả nước. Tính quyết liệt của những người triển khai thực thi những các cái dự án này cũng như là những cái cơ quan quản lý có mạnh dạn, dám quyết, dám chịu trách nhiệm để mà tháo gỡ những khó khăn hay không, hay là lại ngồi trông chờ để xin các ý kiến vòng vèo. Tại công điện số 104 về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mới đây, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị cần quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành và phân công thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Thưa quý vị, chiều nay Quốc hội đã thảo luận tại tổ về luật đầu tư công sửa đổi và dự án một luật sửa bảy luật trong lĩnh vực tài chính, bao gồm luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế và luật dự trữ quốc gia. Vâng, với tinh thần tạo ra bước đột phá về thể chế, dự thảo luật đầu tư công sửa đổi và một luật sửa bảy luật đã được soạn thảo theo thủ tục rút gọn, đã rút ngắn được thời gian so với trình tự thủ tục xây dựng luật thông thường. Đặc biệt, có đề xuất sửa đổi tập trung giải quyết những vướng mắc, tháo gỡ điểm nghẽn trong cơ chế chia sẻ, phân bổ, huy động nguồn lực ngân sách nhà nước, tài sản công, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính và đặc biệt là tăng cường phân cấp phân quyền đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là phân cấp mạnh, từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, xây dựng pháp luật theo hướng là vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Phóng viên Khánh Huyền, người theo dõi buổi thảo luận tại tổ hôm nay đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội. Cần phải phân cấp mạnh để địa phương làm, địa phương quyết và địa phương tự chịu trách nhiệm. Quan điểm này cũng được nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình và cũng được thể hiện trong một dự án luật sửa bảy luật. Đơn vị quản lý vận hành khai thác tài sản thì lại không có quyền quyết định đầu tư, bảo trì, sửa chữa tài sản. Điểm nghẽn này đã được dự thảo luật ngân sách nhà nước sửa đổi tháo gỡ, giao thẩm quyền cho các đơn vị được phân cấp ủy quyền quản lý tài sản từ ngân sách nhà nước. Chúng tôi cũng rất mừng là ở trong dự thảo cái luật sửa đổi về luật ngân sách nhà nước thì cũng đã có quy định về việc đơn vị được phân cấp ủy quyền quản lý, bảo trì hoặc giao trực tiếp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đã được là một đơn vị phân bổ và giao dự toán ngân sách như các đơn vị sử dụng ngân sách khác. Các đại biểu cho rằng luật chỉ quy định những vấn đề chung, những vấn đề biến động thường xuyên thì cần giao cho chính phủ, các địa phương để quy định, đảm bảo linh hoạt trong quá trình điều hành, tăng cường phân cấp cho chính phủ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền. Những cái gì mà liên quan đến Quốc hội, ví dụ như là hồ sơ phải trình Quốc hội thì có thể là phải quy định trong Quốc hội để Quốc hội kiểm soát. Nhưng mà những cái việc đã phân quyền cho chính phủ hoặc là phân quyền cho chính quyền địa phương thì trình thủ tục nên để chính quyền địa phương hoặc là chính phủ quy định. Đối với phân cấp, phân quyền trong việc quyết định đầu tư dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, Chính phủ đề xuất đối với các dự án thuộc nhóm A sẽ phân cấp triệt để cho các bộ, cơ quan trung ương, còn đối với các dự án thuộc nhóm B, C, D sẽ phân cấp cho các ủy ban nhân dân các cấp. Giao cho Hội đồng Nhân dân tỉnh họ phân bổ, chứ mình không phải phân bổ từng cái dự án nữa. Cái dự án ví dụ như hỗ trợ địa phương anh lại gọi là can thiệp vào từng dự án, còn đối với chính phủ chỉ gói cầu là quyết định những cái dự án mà do các bộ ngành làm chủ đầu tư hoặc là những dự án liên tỉnh, còn Quốc hội những cái dự án quan trọng quốc gia thì như vậy là gói cầu là tự nhiên nó sẽ rất là gói cầu là rõ và cá thể hóa trách nhiệm và chắc chắn là cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Việc phân cấp phân quyền triệt để sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình đầu tư công, hạn chế tối đa tình trạng vốn chờ dự án hay là dự án chờ vốn như hiện nay. Chủ trương phân cấp, phân quyền còn được thể hiện rõ ở dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi. Trong dự thảo, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng. Mục đích là để góp phần rút ngắn thời gian hoàn thuế, giảm bớt thủ tục hành chính. Vậy cụ thể đề xuất này là như thế nào? Phóng viên Khánh Huyền sẽ tiếp tục phân tích rõ hơn từ quý vị.
Nếu như việc thu thuế phân cấp rất mạnh, có tới 3 cấp để mà thu thuế, đó là chi cục, cục thuế và cục thuế doanh nghiệp lớn. Thế nhưng về hoàn thuế thì lại chỉ có duy nhất mỗi cục thuế được ra quyết định hoàn thuế mà thôi, dẫn đến lượng hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đã bị dồn tại đây, gây khó khăn cho công tác hoàn thuế và đôi khi công tác hoàn thuế cũng bị chậm. Dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi đã đề xuất thêm 2 cấp để mà hoàn thuế cho doanh nghiệp, đó chính là cấp chi cục và cấp cục thuế doanh nghiệp lớn. Điều này kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh tiến trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Tôi khẳng định rằng là nếu như phân cấp phân quyền thì nó sẽ nhanh hơn. Bởi vì với quy trình hiện nay thì người thụ lý hồ sơ vẫn là các chi cục trưởng, chi cục quận huyện và các chi cục thuế khu vực. Người ta phải trình lên trên cục thuế. Cục thuế là phải mở cái hội đồng thẩm định. Và như vậy là cuối cùng là nó không nâng cao vai trò của các chi cục thuế. Cho nên đến bây giờ là trao quyền và trao trách nhiệm cho người ta. Trách nhiệm người ta sâu sát hơn và người ta sẽ phải làm bài bản hơn. Đại diện Bộ Tài chính cho biết nếu đề xuất được thông qua thì sẽ tăng cường các biện pháp thanh kiểm tra để việc hoàn thuế được thực hiện đúng pháp luật. Khi đã phân cấp phân quyền như thế thì chúng tôi cũng phải tăng cường các cái giải pháp trong cái kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các cục thuế. Đồng thời là cũng phải nâng cao cái năng lực, trình độ cho cán bộ thuế ở các chi cục để thực hiện cho nó đúng, cho nó trúng với các quy định của pháp luật trong hoàn thuế và tránh những cái rủi ro phát sinh hoặc là những cái trục lợi trong cái quá trình hoàn thuế. Khi phân cấp cho các chi cục thuế có thẩm quyền xem xét, hoàn thuế đối với những hồ sơ thuế mà chính họ được giao quản lý sẽ tạo điều kiện rút ngắn thời gian xem xét hoàn thuế. Việc hoàn thuế nhanh hơn là điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong mỏi, bởi nếu được hoàn thuế sớm thì doanh nghiệp cũng sớm có dòng tiền để đưa vào sản xuất kinh doanh. Dự thảo luật đầu tư công sửa đổi và dự án một luật sửa bảy luật sẽ tiếp tục được các đại biểu Quốc hội thảo luận với chủ trương sẽ thông qua trong kỳ họp lần này để tháo gỡ hết những điểm nghẽn, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại với mục tiêu tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi để đóng góp vào sự phát triển của kinh tế xã hội trong thời gian tới. Lần đầu tiên trong lịch sử, mức tăng lương trung bình tại các doanh nghiệp Nhật Bản đã vượt mốc 10.000 yên, đạt 11.961 yên một tháng, tương đương khoảng 80 đô la Mỹ. Con số này được ghi nhận trong bối cảnh giá sinh hoạt tăng cao, tạo áp lực lên thu nhập của các hộ gia đình. Khảo sát cho thấy là mức tăng lương trung bình hàng tháng của người lao động Nhật Bản đã tăng 4,1% so với năm trước sau các đợt đàm phán lương mùa xuân. Mức tăng này không chỉ phản ánh nỗ lực của các công đoàn và nhà quản lý trong việc cải thiện thu nhập cho người lao động, mà còn là kết quả từ việc tăng lương tối thiểu. Tuy nhiên, dù có sự cải thiện thì nhiều gia đình Nhật vẫn phải vật lộn với chi phí sinh hoạt leo thang và Công đoàn Thương mại Nhật Bản đang kêu gọi tăng lương thêm ít nhất 5% vào mùa xuân tới để giúp đỡ người lao động đối phó với chi phí ngày càng cao. Chính phủ Malaysia vừa quyết định tăng mạnh ngân sách cho Quỹ chuyển đổi năng lượng quốc gia từ 100 triệu lên hơn 300 triệu ringgit vào năm 2025 nhằm thúc đẩy các dự án năng lượng xanh và hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chính phủ Malaysia đã công bố khoản tăng ngân sách lên hơn 300 triệu ringgit, tức là khoảng 68,8 triệu đô la Mỹ cho Quỹ chuyển đổi năng lượng quốc gia năm 2025. Động thái này nhằm hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng xanh, trong đó nổi bật là dự án trang trại điện mặt trời nổi Kenny Hybrid ở Terengganu, dự kiến cung cấp tới 1.000 MW điện mặt trời. Theo các chuyên gia, một phần công suất từ dự án này sẽ được dùng để phát triển trung tâm hydro xanh tại Terengganu, phục vụ nhu cầu năng lượng trong nước. Tuy nhiên, Malaysia vẫn đối mặt với thách thức trong việc đảm bảo nguồn cung ổn định khi chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch. Khoản tài chính mới phản ánh quyết tâm của chính phủ Malaysia trong việc thực hiện các cam kết về giảm phát thải và đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch, với mục tiêu chuyển đổi bền vững cho tương lai. Chỉ còn ít ngày nữa, Mỹ và nhiều nước phương Tây sẽ bước vào mùa lễ hội Halloween. Và không chỉ vậy, đây còn là dịp được xem là một dịp mua sắm tấp nập với cả người tiêu dùng lẫn các nhà bán lẻ. Trong bối cảnh mùa mua sắm cuối năm đang ngày càng được mở rộng, thì một số chuyên gia đã đưa ra nhận định là lễ hội Halloween có thể sẽ đóng vai trò như một ngày Black Friday của các nhà bán lẻ trong thời gian tới. Năm nay, dự kiến chi tiêu trong dịp lễ hội Halloween của người dân Mỹ sẽ chạm mức khoảng 11,6 tỷ đô la, thấp hơn khoảng 5% so với mức kỷ lục vào năm ngoái, do ảnh hưởng của chi phí nhập khẩu tăng, tắc nghẽn chuỗi cung ứng và người dân thắt chặt chi tiêu.
Dù vậy, theo các chuyên gia, xu thế tăng trưởng của tiêu dùng dịp Halloween những năm qua vẫn là rất ấn tượng. Năm 2020, tổng chi tiêu dịp Halloween là khoảng 8 tỷ đô la, và bây giờ dự báo là gần 12 tỷ, nghĩa là tăng đến 50% trong 5 năm qua, cao hơn nhiều so với một số dịp lễ hội khác tại Mỹ như lễ tình nhân hay ngày của mẹ. Tăng trưởng trong chi tiêu tiêu dùng dịp Halloween có thể sẽ chậm lại trong những năm tới. Tuy nhiên, quan trọng hơn, lễ hội này có thể sẽ bắt đầu đóng vai trò điểm khởi đầu cho mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ. Các điểm bán lẻ có bày bán các mặt hàng cho lễ Halloween đang dần mở rộng. Và không chỉ các hàng hóa như kẹo và hóa trang, nhiều người tiêu dùng cũng bắt đầu mua những món đồ trang trí và quà tặng cho các tháng lễ hội ngay từ trong dịp Halloween, giúp biến lễ hội này trở thành một phần của mùa mua sắm cuối năm. Những năm trước đây, ngày Black Friday thường được xem là cột mốc bắt đầu dịp mua sắm lễ hội cuối năm tại Mỹ. Hiện đây vẫn là ngày có doanh thu tiêu dùng lớn nhất trong cả năm. Tuy nhiên, với sự thay đổi từ sau dịch COVID-19, Black Friday có thể suy giảm dần vai trò của mình. Tôi nghĩ không quá khi cho rằng Halloween đang nổi lên như một ngày Black Friday mới. Hiện Black Friday đang dần biến đổi thành một loạt các lễ mua sắm kéo dài ngay từ sau Halloween. Và với xu hướng chuyển dịch nhiều hơn sang thương mại điện tử, chi tiêu tiêu dùng trong mùa lễ hội cũng sẽ dần dần được phân bổ rộng ra. Ước tính năm nay, người Mỹ có thể chi tới gần 1.000 tỷ đô la cho mùa mua sắm cuối năm. Một phần không nhỏ trong số đó đến từ những người tiêu dùng đã bắt đầu mua sắm từ sớm, kéo dài trong cả mùa. Và bởi vậy, cũng sẽ ngày càng có nhiều người coi Halloween đã là thời điểm để họ bắt đầu tiêu dùng cho cả mùa lễ hội. Vâng, tôi thấy là ở trong nước trong những năm gần đây thì Halloween cũng là dịp có thể coi là cũng có thể để kích thích tiêu dùng, nhu cầu tiêu dùng đấy ạ. Nhiều người đặc biệt là giới trẻ cũng tận dụng những cái dịp này, này để mua sắm, để hóa trang hay là ra ngoài ăn uống vui chơi với bạn bè của mình. Vâng, chắc chắn là những khán giả trẻ, kể cả tôi, trong tuần lễ Halloween này thì cũng sẽ đóng góp vào chi tiêu và tiêu dùng nội địa đấy. Và thông tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc chương trình Tài chính Kinh doanh tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị.